Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp phần địa lý Việt Nam các em nhé. Mời các em lấy tập, lấy sách ra, các em sẽ lắng nghe phần bài giảng của cô. Sau đó các em chép nội dung bài đầy đủ để chúng ta có bài học các em nhé. Ở tiết trước, cô và các em cùng tìm hiểu nội dung bài 38, đó là bài phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo. Ở bài 38 này, chúng ta cũng đã tìm hiểu hai nội dung chính của bài, đó là biển và đảo Việt Nam, và phần thứ hai là phát triển tổng hợp kinh tế biển. Nhưng ở phần phát triển tổng hợp kinh tế biển này, chúng ta chỉ mới tìm hiểu hai ngành kinh tế đó thôi, đó là ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản, ngành thứ hai là ngành du lịch biển đảo. Còn hai ngành kinh tế còn lại, đó là ngành khai thác chế biến khoáng sản, ngành giao thông vận tải biển. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp qua nội dung bài học ngày hôm nay là bài 39. Và cũng trong bài 39, phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ ba rất là quan trọng của bài, đó là vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng ngành kinh tế một các em nhé. Ngành thứ ba đó là ngành khai thác chế biến khoáng sản biển. Cũng giống như hai ngành kinh tế ở bài trước, chúng ta sẽ tìm hiểu về tiềm năng, thực trạng và phương hướng phát triển của ngành khai thác chế biến khoáng sản biển này. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về phần tiềm năng, hay nói cách khác là những thuận lợi của nước ta để phát triển cái ngành khai thác chế biến khoáng sản biển. Mời các em theo dõi lược đồ. Đây là lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển ở nước ta. Và dựa vào lược đồ này, chúng ta sẽ cùng nhau kể tên và xác định một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta. Dựa vào lược đồ, chúng ta thấy là ở vùng biển nước ta có nhiều khoáng sản, tiêu biểu đó là các khoáng sản như là muối, titan, dầu khí và cát thủy tinh. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về khoáng sản thứ nhất, đó là muối. Vùng biển nước ta rất rộng, bờ biển nước ta lại rất dài, do đó có thể nói là biển nước ta là một kho muối vô tận. Nghề làm muối được phát triển từ lâu đời ở nhiều vùng ven biển từ Bắc đến Nam, đặc biệt là ở ven biển Nam Trung Bộ, như là những bãi muối Sa Huỳnh, các em quan sát nè, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, và bãi muối thứ hai đó là bãi muối Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận. Tại sao nghề làm muối lại phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ? Đây là kiến thức mà cô đã từng giảng qua các em ở bài 26, đó là vùng duyên hải Nam Trung Bộ, các em có còn nhớ không? Bởi vì vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ có độ mặn của nước biển cao hơn so với các vùng khác. Tại sao trên cùng một vùng biển mà nước biển của vùng duyên hải Nam Trung Bộ lại có độ mặn của nước biển cao hơn so với các vùng khác, là vì vùng biển này trên phần đất liền có ít sông ngòi đổ nước ngọt vào trong biển. Thêm một chi tiết nữa là vùng này thời tiết quang đãng, mưa ít hơn so với các vùng khác, và trong năm có khoảng 300 ngày là không có mưa, nên là cái độ bốc hơi nước biển của vùng này so với vùng khác cao hơn. Chính vì vậy mà cái địa hình ven biển của vùng Nam Trung Bộ có rất nhiều thuận lợi cho việc sản xuất muối. Như vậy là chúng ta thấy là nước ta có hai bãi muối nổi tiếng, đó là bãi muối Sa Huỳnh thuộc Quảng Ngãi và Cà Ná thuộc Ninh Thuận. Thế em biết muối có công dụng gì hay không? Trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, trong những bữa ăn hàng ngày không thể không có muối. Như vậy muối có công dụng gì? Muối có công dụng là cân bằng điện giải, duy trì chức năng tuyến giáp, giữ nước cho cơ thể, ngăn ngừa huyết áp thấp, cải thiện triệu chứng xơ nang, có tác dụng là sát trùng, giảm viêm, bảo vệ sức khỏe răng miệng và viêm da. Khoáng sản thứ hai, chúng ta nhìn lên trên hình, khoáng sản thứ hai đó là titan. Dọc bờ biển nước ta có nhiều bãi cát có chứa oxit titan, và cái oxit titan này có nhiều ở vùng ven biển Hà Tĩnh, ngoài ra còn có ở một số nơi
như là ở Bình Định, Bình Thuận, ngoài ra còn có ở Huế, ở Đà Nẵng và Nha Trang. Khánh Hòa cũng có oxy titan trong các cái bãi cát ven biển. Thế titan có công dụng gì các em? Titan là một kim loại có tính chịu nhiệt cao, bền và chống rỉ, dùng để làm hợp kim chế tạo ra các dụng cụ y tế, dụng cụ thể thao và cao hơn nữa đó là các chân đế giàn khoan, đường ống dẫn dầu dẫn khí, chế tạo ra máy bay cho ngành hàng không. Như vậy, khoáng sản này là một trong những loại khoáng sản có giá trị xuất khẩu cao ở nước ta. Loại khoáng sản thứ ba mà cô muốn nói đến đó là dầu mỏ khí đốt. Chúng ta quan sát dầu mỏ ký hiệu hình thang cân màu đen và khí đốt có ký hiệu là màu vàng nè. Như vậy ở nước ta cái nguồn tài nguyên khoáng sản biển quan trọng nhất ở nước ta đó là dầu mỏ và khí tự nhiên. Đây là hai loại khoáng sản được phân bố ở thềm lục địa phía Nam thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nói về tiềm năng của ngành dầu khí thì ở vùng biển nước ta, vùng thềm lục địa có đến 5 bể trầm tích sông Hồng, bể trầm tích Trung Bộ, bể trầm tích Cửu Long, bể trầm tích Nam Côn Sơn và bể trầm tích Thổ Chu và Mã Lai. Như vậy nước ta có 5 bể trầm tích nhưng mà hiện nay chúng ta chỉ mới khai thác cái bể trầm tích Cửu Long và Thổ Chu, Chu Lai ở phần thềm lục địa phía Nam mà thôi. Tuy nhiên, đây là một loại khoáng sản biển rất là quan trọng, ở nước ta. Xét về trữ lượng thì dầu mỏ và khí tự nhiên có trữ lượng rất lớn, ở cái vùng biển nước ta có vài tỷ tấn dầu và khoảng hàng trăm tỷ mét khối khí thiên nhiên. Sau khi nước ta được giải phóng thì Tổng cục Dầu khí cũng được hình thành vào năm 1981. Đến năm 1986 thì những thùng dầu đầu tiên được khai thác và từ đó đến nay sản lượng của ngành dầu khí tăng lên liên tục. Năm 1986 ở nước ta khai thác khoảng 400.000 tấn dầu. Nhưng mà đến những năm gần đây thì cái sản lượng khai thác này đã tăng lên khoảng 17 triệu tấn. Phần lớn dầu thô khai thác là để xuất khẩu. Thế các em biết là dầu có công dụng gì không? Dầu dùng để sản xuất ra dầu hỏa, dầu diesel và xăng dùng làm nhiên liệu. Ngoài ra dầu thô cũng là nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm của ngành hóa dầu như là dung môi, phân hóa học, nhựa tổng hợp, thuốc trừ sâu, nhựa đường vân vân. Như vậy phần lớn dầu thô ở nước ta khai thác là để xuất khẩu. Ngành dầu khí được xem là ngành kinh tế biển mũi nhọn, chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở đất nước ta. Ngành công nghiệp hóa dầu ở nước ta đang dần dần được hình thành. Đầu tiên là nước ta đã xây dựng được các nhà máy lọc dầu cùng với các cơ sở hóa dầu để sản xuất ra chất dẻo tổng hợp, sợi tổng hợp, cao su tổng hợp và các loại hóa dầu khác. Công nghiệp chế biến khí bước đầu phục vụ phát triển sản xuất ra phân đạm, sau đó chuyển sang chế biến khí công nghệ cao kết hợp với xuất khẩu khí tự nhiên và khí hóa lỏng. Khoáng sản thứ tư đó là cát trắng. Cát trắng ở nước ta có nhiều ở đảo Vân Hải thuộc tỉnh Quảng Ninh và Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Cát trắng có công dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thủy tinh, pha lê. Như vậy là chúng ta thấy là trong vùng biển Việt Nam có chứa rất nhiều khoáng sản, trong đó khoáng sản mà có giá trị được xem là nguồn tài nguyên biển quan trọng ở nước ta đó là dầu mỏ và khí đốt. Sau đây mời các em xem một số hình ảnh các cơ sở sản xuất muối ở nước ta. Hình ảnh kế tiếp đó là khai thác titan. Vấn đề khai thác titan ở đây cô nói thêm một xíu là cái khoáng sản này
nằm ở độ sâu trong lòng các bãi cát là khoảng từ 5 đến 7 mét, và có nơi thì khoáng sản này nằm sâu hơn ở độ sâu 20 mét. Do đó muốn khai thác khoáng sản này thì phải đào sâu vào trong các cái bãi cát với độ sâu là từ 5 cho đến 20 mét. Và vấn đề này đưa đến một cái tình trạng là bề mặt địa hình của những bãi cát cùng cát nó sẽ có sự thay đổi và đã tạo nên những cái hố sâu tròn trên bề mặt địa hình. Và như vậy cái địa hình ở những nơi mà khai thác titan này là đã có sự thay đổi, tạo thành những cái hố sâu, và khi khai thác như vậy thì vô tình làm cho các thảm thực vật ven biển, những cái rừng phòng hộ ven biển bị tàn phá. Và điều gì xảy ra khi có những cơn gió mạnh sẽ đem cát từ biển lấn sâu vào trong đất liền, làm cho cái bề mặt của vùng đất nơi mà khai thác titan này tạo thành những cái hoang mạc, hay nói cách khác là cái diện tích hoang mạc có điều kiện phát triển mạnh ở những cái vùng khai thác titan, và làm cho cái mạch nước ngầm, nguồn nước ngầm nơi đây cũng bị suy giảm đi. Như vậy chúng ta thấy là vấn đề khai thác khoáng sản cũng dẫn đến một số những cái hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, có phải không nào? Sau đây chúng ta sẽ xem tiếp một số những cái hình ảnh khai thác về thủy tinh. Và một số hình ảnh khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là một số hình ảnh khai thác các loại khoáng sản biển ở nước ta. Đây là nhà máy lọc dầu Dung Quất. Chúng ta xem. Mời các em ghi nội dung bài: ngành khai thác chế biến khoáng sản. Hiện nay, nguồn tài nguyên khoáng sản biển ở nước ta, nhất là ngành khai thác dầu khí, chưa thực sự phát triển hết tiềm năng và có nguy cơ bị cạn kiệt. Khai thác và chế biến dầu khí ở nước ta cần khá nhiều chi phí và vốn đầu tư lớn. Trong khi đó, thêm vào đó là cái trình độ chuyên môn, trình độ kỹ thuật ở nước ta còn đang hạn chế. Đây là một trong những khó khăn đối với ngành khai thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta. Vậy thì phương hướng tới là nhà nước tiếp tục đầu tư thăm dò, phát triển đồng bộ công nghiệp chế biến dầu khí, và khai thác khoáng sản biển phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường biển. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ngành kinh tế thứ tư, đó là ngành phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển. Ở ngành này chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về tiềm năng, thực trạng và phương hướng phát triển của ngành giao thông vận tải biển. Mời các em quan sát lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển của nước ta. Dựa vào lược đồ này, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi như sau: nước ta có những thuận lợi gì để phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển? Nước ta nằm gần nhiều tuyến đường giao thông biển quốc tế quan trọng, ven biển có nhiều vũng vịnh có thể xây dựng các cảng nước sâu, một số cảng sông cũng thuận lợi cho việc xây dựng các cảng biển. Với những cái điều kiện trên cho phép chúng ta có thể phát triển giao thông vận tải biển giữa các địa phương ven biển với nhau và giữa nước ta với nước ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào lược đồ, chúng ta sẽ xác định một số cảng biển và tuyến đường giao thông biển của nước ta các em nhé. Chúng ta chú ý trên lược đồ nha. Nước ta có các cảng biển như sau. Thứ nhất, từ Bắc tới Nam chúng ta có cảng biển Cửa Ông. Cảng biển thứ hai là Cái Lân. Cảng biển thứ ba đó là Hải Phòng. Cảng biển thứ tư là cảng biển Cửa Lò. Cảng biển thứ năm là cảng biển Nhật Lệ. Cảng biển kế tiếp nữa là Đà Nẵng, Kỳ Hà, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết, Vũng Tàu.
Đó là những cái cảng biển có trên lược đồ. Ngoài các cảng biển này ra thì nước ta có khoảng 120 cảng biển lớn nhỏ. Cảng có công suất lớn nhất là cảng Sài Gòn. Để đáp ứng nhu cầu kinh tế đối ngoại, hệ thống các cảng biển đã được phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa nhằm nâng cao công suất các cảng biển lên. Trong những năm qua, đội tàu biển quốc gia nước ta được tăng cường mạnh mẽ. Trong giai đoạn tới, chúng ta sẽ phát triển nhanh đội tàu chở container, tàu chở dầu và các tàu chuyên dụng khác dùng để có lực lượng hàng hải mạnh, hiện đại. Cả nước sẽ hình thành ba cụm cơ khí đóng tàu lớn ở Bắc Bộ, Nam Bộ và Trung Bộ để tạo nên bước phát triển mạnh trong ngành đóng tàu biển Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ xác định các tuyến đường giao thông biển quốc tế của nước ta. Trong số 120 cảng biển lớn nhỏ nước ta thì có 3 cảng biển rất là quan trọng. Cảng biển thứ nhất đó là cảng biển Hải Phòng, cảng biển thứ hai đó là cảng biển Sài Gòn và cảng biển thứ ba đó là cảng biển Đà Nẵng. Như vậy đây là ba cảng biển quốc tế ở nước ta. Từ Hải Phòng chúng ta quan sát trên lược đồ. Từ Hải Phòng chúng ta có thể đi đến Hồng Kông. Và cũng từ Hải Phòng chúng ta sẽ đi đến Singapore, đi đến Manila, đi đến Tokyo Via Vladivostok của Liên bang Nga. Như vậy chúng ta thấy là từ cảng Hải Phòng chúng ta có thể đi rất nhiều những cái quốc gia khác. Ngoài ra thì chúng ta thấy ngoài những tuyến đường giao thông biển quốc tế thì Hải Phòng còn có các cái tuyến đường giao thông trong nội địa như là đến các cái cảng Cửa Lò nè, rồi từ Cửa Lò đi đến Đà Nẵng, vân vân. Cảng thứ hai đó là cảng Sài Gòn. Từ cảng Sài Gòn này có thể đi đến Hồng Kông hoặc là đi qua Vladivostok của Liên bang Nga, và cũng từ Sài Gòn chúng ta có thể đến Bangkok. Như vậy, các em theo dõi những cái tuyến đường giao thông biển quốc tế của cảng Sài Gòn nha. Và cũng từ cảng Sài Gòn chúng ta cũng có thể đi đến các cái cảng nội địa trong nước. Từ Sài Gòn đi đến Phan Thiết, và từ Phan Thiết có thể đi đến Quy Nhơn. Đó là các cái cảng biển và tuyến đường giao thông biển của nước ta. Việc phát triển giao thông vận tải biển có ý nghĩa như thế nào đối với ngành ngoại thương ở nước ta? Việc phát triển giao thông vận tải biển sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của nước ta đối với nước ngoài, đồng thời sẽ tham gia vào việc phân công lại lao động quốc tế, thúc đẩy quá trình hội nhập của nước ta vào nền kinh tế thế giới. Sau đây chúng ta sẽ xem một số những cái hình ảnh về ngành giao thông vận tải biển các em nhé. Đó là những cái hình ảnh về dịch vụ cảng biển. Đây là hình ảnh về nhà máy đóng tàu ở Hạ Long. Mời các em ghi nội dung phần thứ tư, ngành phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển. Chúng ta thấy vùng biển Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế biển. Tuy nhiên, việc phát triển các ngành kinh tế biển đem đến không ít những khó khăn cho môi trường cũng như là vấn đề nguồn tài nguyên biển của nước ta. Như vậy, vấn đề bảo vệ tài nguyên biển ở nước ta chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần thứ ba, ra mã bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo. Sự giảm sút tài nguyên môi trường biển đảo. Hãy nêu thực trạng nguồn tài nguyên và môi trường biển đảo nước ta trong những năm gần đây. Trong những năm gần đây thì diện tích rừng ngập mặn ở nước ta giảm nhanh, nguồn lợi hải sản giảm, sản lượng đánh bắt giảm, một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, chất lượng các loài hải sản bị suy giảm, vấn đề ô nhiễm môi trường biển có xu hướng gia tăng. Vậy theo em,
Nguyên nhân nào làm giảm sút nguồn tài nguyên biển và ô nhiễm môi trường biển đảo? Về nguyên nhân làm giảm sút nguồn tài nguyên biển đảo, nguyên nhân thứ nhất là phá rừng, chặt phá rừng, khai thác bừa bãi, vô tổ chức và dùng các phương thức có tính hủy diệt như là nổ mìn, rà điện, đánh bắt ven bờ quá nhiều. Thế còn nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường biển đảo đó là các chất độc hại từ sông đổ ra biển, các hoạt động giao thông trên biển, khai thác, vận chuyển dầu khí, rác thải, nước thải trong sinh hoạt. Mời các em theo dõi một số hình ảnh sau đây. Vấn đề chặt phá rừng. Thường rừng có ở những nơi nào ở trên lãnh thổ nước ta các em? Thường rừng có nhiều ở phần đầu nguồn các con sông và ven biển. Rừng đầu nguồn các con sông có vai trò là ngăn cản sức chảy của các dòng sông, chống hiện tượng sạt lở đất, xói mòn đất, rửa trôi đất. Còn rừng phòng hộ ven biển có vai trò là ngăn chặn cái tốc độ di chuyển của bão, làm giảm tác hại của bão, đồng thời ngăn vấn đề cát lấn vào sâu trong đất liền. Tuy nhiên hiện nay thì cái vấn đề diện tích rừng ở nước ta bị thu hẹp dần đi, lý do là do con người chặt phá rừng đầu nguồn cũng như là ven biển khá nhiều. Điều này dẫn đến cái tình trạng là mỗi khi mưa lớn, nước mưa trên đầu nguồn chảy xiết sẽ cuốn trôi theo rất nhiều những cái vật liệu trên đường đi như là các hạt sét, hạt sỏi, hạt cát, cộng thêm các cái chất rác thải trên các cái con sông đến hạ lưu đổ ra biển, như vậy sẽ làm cho nước biển bị ô nhiễm. Nguyên nhân thứ hai nữa là chúng ta xem cái hình kế tiếp nè. Vấn đề hiện tượng thủy triều đen. Các em có nhớ hiện tượng thủy triều đen là hiện tượng như thế nào không? Đây là kiến thức mà chúng ta đã học qua ở bài 17 chương trình lớp 7 rồi. Bây giờ cô nhắc lại nhé. Hiện tượng thủy triều đen là hiện tượng mà trên mặt biển có những cái váng dầu. Như vậy tại sao trên mặt biển có những cái váng dầu? Thì chúng ta thấy ở những cái vùng biển thì có rất nhiều những cái tàu thuyền di chuyển trên vùng biển, đặc biệt là những tàu thuyền chở dầu mỏ, khí đốt, ít nhiều sẽ làm rơi vãi những cái váng dầu rơi trên mặt biển, hoặc là những cái vùng khai thác dầu mỏ, khí đốt ít nhiều cũng sẽ rơi vãi dầu mỏ, khí đốt trên mặt biển. Điều này sẽ tạo nên một cái lớp dầu trên mặt biển, một cái vô tình nó làm một cái màng trắng khiến cho các cái sinh vật biển không lấy được cái oxy trên bên trên mặt biển, làm cho các sinh vật biển bị chết ngạt vì thiếu oxy. Hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng thủy triều đen. Thế còn hiện tượng thứ hai đó là hiện tượng thủy triều đỏ. Thế hiện tượng thủy triều đỏ là gì? Trong các cái khu dân cư, các khu công nghiệp được xây dựng ven biển á, thì có rất nhiều những cái chất thải từ các khu dân cư và các chất thải công nghiệp thải ra vùng biển, và đây là một cái nguồn thức ăn rất thích hợp của một loài tảo đỏ phát triển. Khi tảo đỏ ăn những cái chất thải công nghiệp, nó sẽ phát triển rất nhanh, rất mạnh và vô tình nó hút hết oxy bên trên, khiến cho các cái sinh vật biển ở bên dưới bị chết ngạt vì thiếu oxy. Hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng thủy triều đỏ. Và như vậy thì trên vùng biển Việt Nam thường hay xuất hiện những cái hiện tượng thủy triều đen và thủy triều đỏ. Điều này nó có ảnh hưởng rất lớn đến việc suy giảm nguồn thủy sản ở nước ta, làm ảnh hưởng đến không chỉ về số lượng mà chất lượng các nguồn thủy sản cũng giảm, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Như vậy, hậu quả của việc ô nhiễm môi trường biển đảo sẽ làm cho nguồn sinh vật biển bị suy giảm, có ảnh hưởng đến đời sống của con người và các hoạt động du lịch biển. Vậy, theo em, để
phòng chống ô nhiễm môi trường biển đảo, thì chúng ta cần áp dụng những biện pháp gì, cũng như là để bảo vệ môi trường và tài nguyên biển đảo chúng ta sẽ áp dụng biện pháp nào? Thứ nhất là đầu tư đánh bắt xa bờ. Hiện nay ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu là Việt Nam chúng ta chỉ mới đánh bắt ở ven bờ là chủ yếu, và do đó khi đánh bắt ven bờ thì sẽ dẫn đến tình trạng là các nguồn thủy sản ở vùng ven bờ càng ngày càng bị cạn kiệt đi. Do đó giải pháp thứ nhất đó là cần đầu tư đánh bắt xa bờ, và thứ hai là bảo vệ và trồng rừng ngập mặn, thứ ba là bảo vệ các rạn san hô, bảo vệ phát triển các nguồn lợi thủy sản, và thứ tư là phòng chống ô nhiễm biển. Cô có câu hỏi sau đây: là một học sinh, theo em để bảo vệ nguồn tài nguyên biển và môi trường biển đảo, em sẽ làm gì? Chúng ta sẽ theo dõi các hình ảnh sau đây. Thứ nhất là xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường biển. Thứ hai là cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, là không được xả rác bừa bãi trên vùng biển, cũng như những cái vùng ven biển. Thứ ba nữa là trồng rừng, bảo vệ rừng ở những vùng ven biển. Mời các em ghi nội dung phần thứ ba: bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo. Sau đây cô có một số câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta cùng giải đáp các câu hỏi trắc nghiệm này nha. Mỗi câu trắc nghiệm sẽ có 4 đáp án, chúng ta sẽ chọn một đáp án đúng nhất trong 4 đáp án nhé. Câu hỏi thứ nhất: vùng nào phát triển mạnh nghề muối ở nước ta? Đáp án A, vùng ven biển Bắc Bộ. Đáp án B, vùng ven biển Bắc Trung Bộ. Đáp án C, vùng ven biển Nam Trung Bộ. Và đáp án D, vùng ven biển Nam Bộ. Trong 4 đáp án đó thì đáp án đúng nhất đó chính là câu C, vùng ven biển Nam Trung Bộ. Câu hỏi thứ hai: từ cảng Sài Gòn có thể đi sang các nước nào? Đáp án A, Hồng Kông, Nhật Bản. Đáp án B, Thái Lan, Singapore. Đáp án C, hai câu A và B đúng. Đáp án D, câu A đúng, câu B sai. Trong 4 đáp án đó thì đáp án đúng nhất đó chính là câu câu C, hai câu A và B đúng. Câu số 3. Hãy kể tên một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta. A, sóng thần. B, lũ quét. C, nước dâng. Và D là bão. Như vậy đáp án đúng nhất đó là câu câu D, bão. Câu số 4. Làm thế nào để bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo ở nước ta? Câu A, bảo vệ môi trường biển. Câu B, đánh bắt cá đúng thời vụ, không đánh bắt cá quá nhỏ hoặc cá đang có trứng. Câu C, không dùng chất nổ để đánh bắt cá. Câu D, tất cả các câu trên đều đúng. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất đó chính là câu D, tất cả các câu trên đều đúng. Như vậy sau khi các em ghi nội dung bài 39 xong thì các em sẽ học bài, và sau đó ở tiết sau các em sẽ chuẩn bị cho cô hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là dựa vào sách giáo khoa trang 144, dựa vào bảng 40.1, các em hãy cho biết những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ở nước ta. Và dựa vào trang 145 sách giáo khoa, hãy nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chế biến dầu khí ở nước ta. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng của cô. Cô hẹn gặp lại các em ở các bài giảng kế tiếp nha. Chúc các em nhiều sức khỏe.